Sau 18 năm kể từ SEA Games 22 diễn ra vào năm 2003, Việt Nam tiếp tục đứng lên đăng cai Thế vận hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Để chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, bên cạnh việc nâng cấp, sửa chữa và xây mới cơ sở vật chất, thì việc ban tổ chức tìm một đơn vị tư vấn tiếp thị tài trợ cho SEA Games 31 và ASEAN Paragame 11 cũng quan trọng không kém. Ngày 19 tháng 4 năm 2021 tại Hà Nội, ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Paragame 11 đã công bố đơn vị tư vấn đại diện tiếp thị tài trợ cho ban tổ chức là công ty cổ phần nội dung số Việt, Việt Content. Theo đó, công ty Việt Content sẽ thay mặt ban tổ chức tìm kiếm, gặp gỡ, trao đổi và đàm phán với các nhà tài trợ, quảng cáo trong và ngoài nước để mang lại nguồn tài chính hiệu quả nhất cho ban tổ chức. Khi mà làm việc với các đơn vị tư vấn nói chung, kể cả tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài, thì Việt Content là một đơn vị chúng tôi thấy rằng là cái công tác vận động tiếp thị cũng như là cái trình bày về cái phương án của Việt Content đối với cái việc tư vấn cho ban tổ chức thì chúng tôi thấy nó khả thi, và trên cơ sở đó thì mới tiến hành đến cái việc thương thảo và sẽ ký kết cái hợp đồng, và trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để làm thế nào đó với tinh thần chung ấy, là Việt Nam tổ chức thì là mùa hai cái đại hội này là phải được người hâm mộ và đặc biệt là đối với bạn bè quốc tế người ta thấy hài lòng, trong đó có tất cả các cái mảng và đặc biệt là mảng liên quan đến công tác truyền thông tiếp thị vận động tài trợ. Thì Content là một đơn vị mà tham gia với lĩnh vực thể thao từ ngày đầu tiên mà thành lập công ty đến giờ, và chúng tôi thì rất là yêu thể thao, rất là say mê để làm, như là phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức cúp chiến thắng hoặc các rất nhiều sự kiện thể thao khác, như bảo trợ các cái chương trình về thể thao. Thế thì trong một cái bối cảnh mà SEA Games là một cái sự kiện lớn, có thể nói là lớn nhất trong vòng nhiều năm gần đây mà được tổ chức tại Việt Nam về trong lĩnh vực thể thao, thì bản thân chúng tôi cũng cảm thấy rất là tự hào nếu được tham gia vào. Thứ hai là với những cái kinh nghiệm cũng như là những cái con người như trong ban tổ chức, như trong cái ban điều hành dự án mà chúng tôi có gửi cho báo chí, thì chúng tôi có rất là nhiều người có kinh nghiệm và có năng lực và muốn cống hiến cho cái việc vận động tài trợ cho SEA Games. Vì đấy không chỉ là cái chuyện tham gia vào mà nó còn là một cái niềm tự hào mà chúng tôi được đóng góp. Việt Content là công ty đại diện cho ban tổ chức triển khai công tác tư vấn, tiếp thị tài trợ phục vụ đại hội. Việt Content đã xây dựng một kế hoạch tiếp thị tài trợ chi tiết để đảm bảo mục tiêu và hiệu quả mà ban tổ chức đặt ra với 3 nội dung chính, gồm xây dựng nội dung phong phú, tối ưu hiệu quả truyền thông và thứ ba là đa dạng đối tác chiến lược. Cái điểm nhấn đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới trong cái kế hoạch tiếp thị này là chúng tôi luôn luôn nghĩ tới chuyện là làm sao phải tăng cường tối đa cái hợp tác với các cái nền tảng về mặt truyền thông. Đây không bao gồm là về mặt truyền hình mà còn là các cái nền tảng về mạng xã hội. Thì đây là một trong số những cái điểm nhấn mà chúng tôi rất là quan tâm. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng phải tối ưu hóa cái quyền lợi của nhà tài trợ trong cái kỳ đại hội lần này. Bởi vì rõ ràng là trong một khoảng thời gian không nhiều để ra quyết định tài trợ thì nhà tài trợ cần phải có được rất nhiều quyền lợi cũng như các cái chương trình khác nhau để họ có thể tìm những cơ hội tốt nhất để đẩy doanh số bán hàng lên. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn đang rất phức tạp, có thể nói ban tổ chức và đơn vị đại diện tư vấn, tiếp thị, tài trợ là công ty Việt Content đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tích cực để đảm bảo tốt nhất hiệu quả của công tác tiếp thị tài trợ cho SEA Games 31 và ASEAN Paragame 11.